Mánh chữa bệnh. Dân, hôm nay đi theo thầy, con hãy nhớ quan sát thật kỹ để mà học hỏi các kinh nghiệm khám bệnh nha. Dạ, con nhớ là thầy dặn rồi ạ. Con mới theo thầy học, may mắn lắm mới được thầy chỉ dạy tận tình. Con có tố chất, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, ta tin con sẽ sớm thành tài. Thôi, đến nhà người bệnh rồi, chúng ta đi vào trong thôi. Dạ, chào thầy ạ. Vợ chồng nhà cháu mong thầy mãi. Sao, dạo này chị thấy trong người như thế nào? Dạ thưa thầy, nhà cháu thấy khó chịu, bứt rứt trong người, miệng thì đắng ngắt, họng thì đỏ rát, thực sự là rất khổ sở ạ. Sao lại thế được? Lần trước khám tình trạng của chị đã khá hơn rồi mà. Mạch đập nhanh quá, khí hỏa đang lấn át hết cả. Thế nào, mấy ngày qua chị nhà có uống đúng những thuốc nam an thai mà tôi đã đưa không? Dạ thưa thầy, có chứ ạ. Mỗi ngày nhà cháu đều sắc thuốc 2 lần, đúng như thầy ghi ạ. Thế còn ăn uống thì sao? Có kiêng những thức ăn, hoa quả, trái cây có tính hỏa mạnh không? Dạ thưa, rõ là nhà cháu chả ăn thứ gì nóng cả đâu ạ. Chắc chắn là có ăn mới ra nông nỗi này. Tôi thấy lo ngại quá, đã dặn như vậy mà anh chỉ nhất nhất không nghe theo. Giờ động huyết động thai, phần bụng dưới rồi sẽ đau, tổn thương thai khí, mạnh có thể dẫn tới tử vong. Dạ, đúng là vợ con không... Điều trị bệnh mà không nghe theo lời thầy Lan thì rất khó. Thôi để tôi nói luôn, cách đây 2 canh giờ, chị nhà có ăn nhãn đúng không? Thầy, nhưng sao thầy lại biết ạ? Cái mạch của chị nhà nói lên tất cả. Dạ, thầy đúng là thần y, chứ không phải thường chỉ bắt mạch mà biết được người bệnh mới ăn gì nữa. Thế à, có đúng như vậy không? Dạ thưa... Dạ, lỗi là tại con thầy ạ. Mấy nay tự dưng trong người háo đồ ngọt quá. Đến đêm nằm mơ cũng mơ thấy mình được ăn nhãn. Tỉnh dậy thèm quá, không cưỡng được, nên con đã giục chồng đi mua. Lỗi là tại con. Thôi, để lần này tôi lấy thêm cho ít thuốc lá an thai, hàng tính. Nhưng nhớ từ sau không được ăn nữa, thể trạng chị yếu, có khi hỏng cái thai ân hận cả đời đó. Dạ thưa, nhất định là chúng con sẽ ghi nhớ lời dặn này, tuyệt đối tuân thủ theo những lời dặn của thầy ạ. Cha cha, thầy giỏi quá, con thật ngưỡng mộ thầy. Tại sao bắt mạch mà thầy lại có thể biết được người ta vừa ăn gì, khiến cho cả người nhà bệnh nhân và bệnh nhân phải tâm phục khẩu phục như thế ạ? Con không biết đó thôi, nhiều lúc người nhà bệnh nhân cố tình giấu giếm, nên ta phải dựa vào quan sát để mà đưa ra phán đoán cho họ tâm phục khẩu phục đấy. Nghĩa là sao ạ? Thì lúc mới bước vào nhà, ta đã để ý thấy có vài hạt nhãn lăn dưới gầm giường, lại có cả vỏ còn rất tươi nữa, thậm chí ở dưới chiếu cũng có. Mùa này nhãn trái vụ nên rất hiếm và đắt, khá giả mới mua được. Và người chồng lại là người rất chiều và thương vợ, nên chắc chắn sẽ chiều theo vợ mà mua cho. Cha cha, những phán đoán của thầy thật là chuẩn xác làm sao. Khi đi khám bệnh, ngoài kiến thức chuyên môn, chúng ta cũng cần có sự quan sát tinh tế ngoại cảnh, thì thoảng nó cũng có tác dụng nhất định nữa đấy. Cái này gọi là mẹo đấy con ạ. Dạ thưa vâng, con nhớ lời thầy rồi ạ. Mà thầy ơi, chiều nay con vẫn mang thuốc đến nhà anh Tư chứ ạ? Ừ. Thầy tôi có dặn đem thuốc đến cho anh, tất cả là 3 đồng. Ôi, may mà cậu đến đúng lúc. Thằng bé nhà tôi từ nhỏ bị gan, điều trị đã ổn định rồi, mà từ sáng giờ nó cứ ôm bụng kêu đau, không biết cháu bị sao nữa, tôi lo quá. Ấy, tôi chỉ là học trò của thầy, để tôi quá bộ về gọi thầy đến xem giúp cho nhà anh. Từ đây về nhà thầy Lan xa quá, thế thì muộn mất, mà cháu đang đau quá. Thầy giỏi thất, học trò cũng giỏi, cậu cứ vào thăm bệnh xem cháu bị làm sao, có thế nào sau này gọi thầy Lan cũng không muộn mà. Mình cứ vào bắt mạch xem sao, biết đâu lại áp dụng được mẹo của thầy ban sáng. Được, anh dẫn tôi vào thăm bệnh cho cháu đi. Hôm nay bé nhà anh bị thế này là còn may đấy. Bệnh sơ gan của bé trầm trọng như thế mà nhà anh chị dám cho ăn thịt gà à? Lâu nay cháu có ăn thịt gà đâu. Anh chị còn lại cãi nữa à? Bệnh sơ gan kỵ nhất thịt gà, anh chị có biết là sẽ bị tổn thương thực quản, lâu còn dẫn đến phở tĩnh mạch không? Tôi đâu có cho con ăn thức ăn ấy. Đúng ạ, mấy tháng nay đâu có ăn đâu. Tôi đã quan sát kỹ lắm rồi, chắc chắn là anh chị cho con ăn thịt gà, đừng có mà chối nữa. Chả phải đang treo cái chổi lông gà chỉnh in ra đây, lại còn bảo thủ không nhận nữa chứ. Bực mình cho anh chị quá. Cho con ăn thịt gà như thế,
khác nào anh chị đang giết con mình. Hả? Mình ơi, hắn ta bảo chúng ta giết con. Này thì thịt gà này, mày lăng băm, chữa bệnh mà nói sằng nói xiên thế à? Ôi, đừng mà, ôi, đừng mà. Quái, sao giờ vẫn chưa thấy về nhỉ? Ôi trời ơi, Dần, con làm sao thế? Con đi đưa thuốc, nhà anh Tư có đứa bé đang đau bệnh, cứ bảo con khám luôn cho, con thấy có dấu hiệu sơ gan. Rồi sao? Nhớ lời thầy dặn, quan sát kỹ xung quanh để đưa ra phán đoán, con thấy có treo một cái chổi lông gà, liền phán bệnh nặng thêm. Vì cho ăn thịt gà, bệnh sơ gan kỵ thịt gà còn gì. Thế mà họ không nghe, lại còn đánh con nữa. Ôi trời ơi, thầy dặn con quan sát tinh tế. Mà con nhìn thế nào, cái cây chổi quét nhà của người ta lại đoán là cho ăn thịt gà chứ. Mai hôm nay, con bị đánh như vậy là nhẹ đấy. Lần sau mà như thế, có khi còn mất mạng đó, nghe không? Con chưa đủ kiến thức để khám bệnh, mà tự tiện khám là sai lầm lớn đầu tiên. Con biết không, khi khám cho thai phụ kia, thầy đã theo dõi tình trạng sức khỏe một thời gian rồi, hiểu được những thay đổi của cơ thể, chỉ có thể là do thức ăn, nên mới có thể đưa ra kết luận như thế để trấn áp sự quanh co của họ. Còn con chưa biết gì về tình trạng bệnh nhân, mà lại bắt chước mẹo của thầy một cách máy móc, đã xét đoán hồ đồ, khiến sai lầm chồng chất sai lầm. Nghề gì cũng phải cẩn trọng, nghề y của chúng ta càng phải cẩn trọng hơn, vì nó liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, không nên vì bất cứ lý do gì mà đưa ra những kết luận hồ đồ, con hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ, từ sau con xin khắc cốt ghi tâm lời của thầy ạ. Lòng mi cửa chó sói. Có ai ở nhà không? Xin hãy giúp mẹ con chúng tôi. Chị cầm lấy cho các cháu ăn tối lót dạ, còn đây là chút đồng lẻ tôi giành được, chị giữ phòng thân nhé. Cảm ơn cô thật tốt bụng. Các con ngoan nhé. Lại lén lút đem của nhà cho ăn xin cơ đấy. Con gái của ông, rồi nó sẽ tiêu tán hết cái gia sản nhà này đi thôi. Lại có chuyện gì nữa sao bà? Tôi thấy nó lo việc trong nhà chu đáo đấy chứ. Đám gia nhân ai cũng mến nó, mà từ hồi nó lớn, bà chả nhàn hẳn đi đó sao? Nhàn quá ha. Tôi mà không để mắt canh chừng, có mà nó đem hết tiền, lương thực, giao du với mấy kẻ lang thang. Chiều nay có mấy khách thương gia đến, chắc để bàn chuyện làm ăn cùng ông. Thấy nó với đám người lang thang dàn hàng ra trước cổng, người ta bỏ đi ngay đấy. Có chuyện đó sao? Akiko, mau ra đây! Đấy, ông cứ hỏi xem, có phải chiều nay nó đem những đồng tiền ông cực nhọc kiếm được phung phí cho người ta hay không? Dạ không. Đó là tiền chi tiêu con dành dụm được. Akiko nghe đi, từ nay ta cấm con ra khỏi cổng. Vâng thưa cha. Đây, ông vào đây mà xem, con gái của ông đã mang bất hạnh đến cho cái gia đình này rồi. Sao, nó làm gì, điều bất hạnh gì? Nó làm bánh cúng Tết mà không làm bằng gạo nếp ngon, lại làm bằng gạo cũ tồn kho cả năm nay. Như thế là xúc phạm thần linh. Ông mà không tống cổ nó đi ngay thì tai họa sẽ ập xuống, làm tan nát cái nhà này thôi. Trời ơi, cha mày làm ăn thế hả trời? Đi, đi ra khỏi nhà ngay. Hãy nghe con nói đã. Thưa ông chủ, tôi không có tiền, nhưng tôi xin để lại cái áo bông này cầm nợ. Xin ông cho tôi cái gì đó ăn cho ấm bụng. Trước tiên, cô đưa cái áo đây cho tôi sai người đi bán. Rồi sau đó hãy tính nha. Chắc gian khổ sẽ qua thôi. Cha sẽ nghĩ lại và đi tìm mình. Con bé này, mau đi đi, làm mất hết khách của người ta. Chiếc áo khoác của tôi thì sao? Xin ông trả lại cho tôi. Áo khoác nào? Sao không nói luôn là cô đã đưa cho ta cả chiếc ví đầy tiền hả? Quý vị xem, có tin được là tôi lại đi cầm cái áo khoác của cái ăn mày này hay không? Đúng thế, thật là trơ tráo quá. Đây, cho cô. Để cho cô thấy ta đã nhân từ như thế nào. Và ta cũng không muốn ai vào quán mình mà không được ăn một chút gì, ngay cả ăn mày.
thế giới này không dành cho mình điều gì tốt đẹp nữa rồi. Nếu mình phải chết đói chết lạnh để cho người ta giễu cợt, thì thà kết liễu đời mình cho rồi. Mình sẽ vào rừng để cho sói ăn thịt. Hãy ăn thịt tôi đi. Mọi người trên đời này đối xử với tôi tệ lắm rồi. Tôi không thiết sống nữa. Cô gái trẻ à, ta là thần sói ở rừng này. Ta không ăn thịt người, ít ra là những người chân thật. Ta sẽ giúp cô. Khi cô muốn biết người đứng trước mặt mình ra sao, cô để hai sợi lông mi này trước mắt và nhìn cho kỹ. Cô sẽ biết ai là người đáng tin cậy. Người đáng tin cậy sẽ không thay đổi hình dạng khi cô nhìn qua hai sợi lông mi này. Còn những người bị biến dạng thì cô chớ tin tưởng. Tôi cảm ơn, tôi... Thật lạ kỳ, nhưng mình cứ thử xem. Trời ơi, đi khắp nơi không có một người nào chân chính sao? Chàng là người tốt, nhưng sao ta lại gần một người lạ đây? Anh ấy đi vào đó rồi. Cô theo tôi đến tận đây sao? Tôi thấy cô từ ngoài phố rồi. Tôi là Akiko. Thật tội cho cô quá. Tôi có thể làm việc nhà và nấu nướng, dọn dẹp. Anh có thể cho tôi ở lại đây không ạ? Được chứ, nếu cô không chê nhà tôi nghèo và bụi than lấm bẩn. Trời tối rồi, sao lại có ánh mặt trời sáng vậy nhỉ? Ôi, đây chính là vàng nguyên chất mà. Chính là rượu sake đây mà, ngon quá. Đây là đá mà, họ chỉ đổi than thôi. Tôi nghĩ cô bị mệt quá rồi, cô nên nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ tôi mệt nên nói linh tinh chứ gì. Đây đúng là vàng nguyên chất đấy. Còn nữa, nước chảy trong ống tre ngoài suối không phải là nước thường đâu, mà chính là rượu sake hảo hạng đấy. Một thời gian sau, chúc ông ngon miệng. Chúng tôi miễn phí cho những người khó khăn ạ. Người chủ quán trọ này cũng nhân từ và tốt bụng y như con gái Akiko của ta. Akiko à, giờ con ra sao rồi? Sao cha lại đến tình cảnh này? Không, mình không nhận cha đâu. Cha đã đuổi mình đi, đã nói bao lời cay đắng. Nhưng mà... Cha... Con, Akiko của cha đây. Con ơi, xin con hãy tha thứ cho người cha này. Từ khi con đi, cha ăn ngủ không yên. Vì con lâm bệnh qua đời vì lương tâm cắn rứt, gia sản nhà mình tiêu tan. Không vì con như lời bà ấy nói, mà chính vì ta và bà ấy đã cư xử quá tàn nhẫn với con. Con ơi, con đã giận cha lắm. Nhưng cha, mình sẽ làm lại từ đầu cha nhé. Cha hãy ở đây sống với con. Đây là con rể của cha. Tình người trong buổi chiều mưa. Trời sắp mưa to rồi. Thôi, đóng cửa quán nghỉ sớm thôi. Mây đen kéo đến nhanh quá. Trời sắp mưa to rồi. Cô đã về đấy à? Lát nữa nhớ đóng tiền thuê nhà cho tôi đấy nhé. Tháng này cô chậm 10 ngày rồi. Dạ.
anh có thể cho em cất thêm một thời gian nữa được không ạ? À? Dạo này em bán rau ế ẩm quá, còn em ở quê lại đang ốm nên chưa gom đủ tiền ạ. À? Lại khất à? Thôi, cô cố gắng trả sớm cho tôi đi. Dạ, vâng, em sẽ cố gắng ạ. À. Ơi, may quá, quán sửa xe đây rồi. Bác sửa xe ơi. Ai đấy? Dạ, cháu không may bị hỏng xe dọc đường. Bác làm ơn giúp cháu với. Bác đóng cửa hàng đồ cháu à? Cháu chịu khó đi quán khác nha. Thưa bác sửa giúp cháu ạ. Cháu đi bộ mãi mới thấy quán sửa xe đạp của bác đó. Cháu thấy đấy, mưa to gió lớn thế này, mất điện, chỉ có chiếc đèn dầu le lét, bác nghĩ rồi nhé. Bác ơi, nhà cháu xa lắm, cháu về tới nhà thì trời khuya mất. Bác giúp cháu với. Cái cô bé này, bác đã bảo mưa gió mất điện không sửa được mà. Cháu đi đi, để bác còn đóng cửa. Mưa hắt hết vào nhà bác rồi nè. Thôi được rồi, để xem nào. Vì thương cháu đấy nhé, chả quán nào sửa xe lúc này đâu. Vá xe 50.000, cháu có sửa không nào? 50.000 ạ? Bác ơi, cháu chỉ còn 10.000. Bác sửa giúp cháu với. Gì đây? Không có tiền thì ai mà sửa cho cháu được chứ? Bác ơi, trời mưa to, lại tối nữa, còn 40.000 bác cho cháu nợ. Ngày mai cháu xin đánh trả bác mà. Khổ quá, ta biết cháu là ai mà nợ với nần. Thôi cháu đi đi, ta không sửa được cho cháu đâu. Cháu nó còn nhỏ, trời thì tối, mưa lạnh, anh giúp cháu một chút coi như làm phúc. Cô không nên xen vào chuyện của người khác, tốt hơn hết là cứ lo việc của cô đi đã. Em nói bác đừng giận em. Em thấy bình thường vá xe đạp cũng chỉ 10.000. Bác không nên thấy cháu bé gặp khó khăn mà lấy đắt. Cô thì biết gì về sửa xe mà nói. Bình thường thì thế, nhưng mưa gió thế này, 100.000 tôi còn không muốn sửa nữa là 50.000. Cháu ơi, đợi cô một chút. Cô còn đủ tiền đây, cháu cầm lấy mà đưa cho bác sửa xe. Cháu, nhưng cháu không quen cô, cháu biết gặp cô ở đâu mà trả? Nhà cô ở ngay cạnh đây thôi, lúc nào cháu có thì trả cho cô cũng được. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu nhất định sẽ quay lại trả cô. Bác ơi, cháu đủ tiền rồi, bác sửa xe giúp cháu với ạ. Được rồi, cháu vào đây. Xong rồi đấy. Thôi, cháu về nhanh đi, kẻo muộn rồi. Dạ, cháu cảm ơn cô, cảm ơn bác ạ. Cô đúng thật là, đã không có tiền lại còn, đừng mơ nó quay lại trả cho cô. Con bé trông hiền lành, ngoan ngoãn, chắc không nói dối đâu anh. Hơn nữa, nếu nó không trả thì thôi, chứ ai lại để nó dắt xe đi bộ trong trời mưa bão thế này, tội lắm. Tôm càng lưng cong. Nhìn đường sao? Xin lỗi anh, tại tôi không để ý. Lưng đã còng, mắt lại còn toét nữa, đúng là đã xấu còn vô duyên. Lưng còng ư? Đã xấu lại còn vô duyên ư? Trông mình xấu xí thế sao? Đúng là chẳng giống ai cả. Sao lưng mình lại cong thế này? Trông chẳng khác nào bà còng cả. Thế mà trước giờ mình chưa từng nhận ra. Chị Tam Càng, sao lại ngồi khóc đây thế này? Cá Vàng ơi, trông tôi xấu xí lắm phải không?
Sao chị lại nói thế? Tôi thấy chị cũng xinh đẹp mà. Cậu đừng có an ủi tôi. Tôi biết tôi xấu mà. Đừng nói vậy. Chị có đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu. Cả đại dương này có ai được như thế đâu. Thật thế sao? Đương nhiên, tôi có bao giờ nói dối chị đâu. Nhưng tôi lại có chiếc lưng cong như bà Cồng. Lưng cong thì đã làm sao chứ? Trước giờ chị vẫn sống vui vẻ cùng nó có sao đâu. Trước giờ tôi không có để ý. Hôm nay gặp anh cua, anh ấy chê tôi xấu xí. Lưng cong không giống ai. Úi dào, tưởng chuyện gì. Ai nói mặc kệ người ta. Mình cứ thấy mình đẹp là được rồi. Nhưng tôi cũng thấy mình xấu thật. Có ai cong mà vẫn đẹp đâu. Tôi không muốn sống nữa. Phải rồi, chị đi với tôi. Đi đâu cơ? Cứ đi rồi biết. Ôi, trời đang mưa mà. Cậu kéo tôi lên đây làm gì? Chỉ là mưa bóng bay thôi. Một lát là tạnh ngay ấy mà. Tôi muốn cho chị xem cái này. Xem gì cơ? Ôi, cầu vồng đẹp quá. Chị không thấy cầu vồng đẹp sao? Lẽ nào cậu lại không thấy? Thế theo chị thì cầu vồng cong hay thẳng? Tất nhiên là cong rồi. Làm gì có cầu vồng nào thẳng chứ. Đấy, chính chị cũng biết là cầu vồng cong. Nó cong nhưng vẫn đẹp thế thôi. Cong đâu phải là xấu. Cong có vẻ đẹp riêng của cong mà. Thế nên đừng buồn vì lỡ như có ai đó bảo chị cong nhé. Mỗi người sinh ra có hình dáng riêng của mình. Vẻ ngoài không quan trọng. Quan trọng là vẻ đẹp bên trong tâm hồn thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cá vàng nhé. Giàng Thiên Lý. Đúng là rõ chán. Giá cả dạo này lại lên rồi chị ạ. À. Đúng đấy chị ạ. À. Lúc trước em chẳng ngại gì mua bánh, mua khoai để ăn bữa chiều. Mà giờ em thấy ngại quá, chẳng dám mua nữa. Giá cả mà cứ đội lên thế này, chắc mấy hôm nữa tôi với chị mua mỗi mì tôm về ăn thôi. Đúng đấy chị ạ. À. Trời, mấy người này đã suốt ngày than phiền chuyện này chuyện nọ. Không có chuyện gì là họ không dòm ngó, bới ra để nói cả. Lại còn chi tiêu tằn tiện nữa chứ. Có bữa ăn mà cũng không làm cho nó chỉnh chu. Dạo này người dân quanh đây toàn cho những người dân lao động nghèo làm công đến ở trọ. Suốt ngày thấy họ nói toàn mấy chuyện không đâu. Mình chỉ cần khuây khỏa với cây nhà lá vườn như thế này cho thoải mái là được rồi. Hơi đâu mà để ý những chuyện linh tinh. Tháng này mãi mà ông chủ chưa phát lương, thế thì làm sao đây? Tôi thì đang cần tiền để mua cái quạt điện mới. Nè cậu nhìn xem, nhà ông Nông có vẻ khấm khá nhất khu này đấy. Nhìn Giàng Thiên Lý của nhà ông ấy mà xem, đúng là kính cổng cao tường. Chà chà, đúng là giàn hoa sum suê thật. Dùng mà nấu canh sườn thì ngon phải biết, cậu nhỉ? Tự dưng nhắc lại thấy thèm. Ừ, đúng đấy. Thôi mau đi nhanh thôi, biết đâu hôm nay ông chủ có thể trả công cho chúng ta. Nếu được thế thì hay quá. Đúng là mấy người lắm chuyện. Bác Nông ơi. Cô Hoa, có việc gì thế? Bác ơi, con cháu hơi cảm. Mà cháu có việc gấp phải đến công ty làm nốt một số việc. Trong xóm lại chẳng còn ai cả. Bác có thể trông con bé giúp cháu một lát được không ạ? Cháu sẽ làm nhanh rồi về thôi ạ. Thật là mấy người này không chỉ lắm chuyện mà còn gây phiền phức cho người khác nữa. Con bé bị ho có một tí mà. Cô Hoa này, không phải tôi không muốn giúp cô đâu, nhưng tôi không biết trông trẻ con đâu. Với lại con ốm thì không ai chăm con hơn mẹ đâu. Hay cô cứ mang nó đến chỗ làm, để nó ngồi một chỗ trong khi cô làm việc là được. Dạ, vâng. Thật là mình ở trong nhà mà cũng không được yên thân. May mà mình không nhận lời với cô Hoa,
không thì lại mất công. Giờ phải ở nhà trông đứa bé rồi. Đi chợ sớm thế này, nhìn thức ăn tươi ngon quá. Ôi! Trời đất! Bác có sao không? Bác ở trong ngõ kia phải không ạ? Tại sao chợ có đông người đi qua lại mà cậu lại phóng nhanh như thế, làm ngã cả ông kia? Đây là ông lão hàng xóm gần nhà tôi. Cậu phải xem thế nào chứ, không thì tôi không để yên cho cậu đâu. Đúng thế. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi bác. Bác có sao không ạ? May tôi chỉ bị ngã nhẹ thôi. Cháu thấy bác bị say xước rồi đây này. Cháu xin lỗi bác, là tại cháu. Bác để cháu đưa đến trạm xá nhé. Cậu nói thế mới đúng. Mau đưa bác ấy đi sơ cứu đi. Người già sức khỏe không như cậu đâu, nhiễm trùng dễ sưng hoặc sốt lắm. Vâng. Cảm ơn cô nha. Có gì đâu bác, chúng ta chỉ giúp đỡ nhau những lúc khó khăn thôi mà. Nhà tôi đây rồi, cảm ơn cậu nha. Ấy, cháu ngại quá à. Tại cháu mà bác mới bị thương mà. Cũng một phần tại tôi đi đứng không cẩn thận mà. Thôi bác không sao là tốt rồi. Mà mấy bác bán hàng ở chợ ấy tuy ngày thường hay lắm điều và ồn ào, phiền phức, nhưng mà các bác ấy đều là những người tốt, sống rất tình nghĩa bác nhỉ? Ừ, đúng thế. Hàng ngày đi qua nhà mình toàn nói chuyện lung tung, mình khó chịu nên đâm ra ghét họ. Nhưng họ quả là những người tốt bụng, mình ích kỷ quá. Thôi, cháu về đây, chào bác nhé. Cậu về nhé. Cô Hoa nè, cháu bé thế nào rồi? Tôi chỉ sợ không trông được cháu, nó khóc thì khổ. Dạ, cảm ơn bác đã hỏi thăm. Con cháu đỡ nhiều rồi ạ. Mà cháu vừa nghe nói bác bị xe máy làm ngã phải không ạ? Bác có sao không? Ồ, cảm ơn cô, tôi không sao. Nè cô Hoa, nhà tôi có vàng thiên lý đang rổ bông nhiều lắm. Để tôi hái lấy một ít, cô mang về nấu canh cho cháu bé nha. Cái món này ăn mát và bổ lắm. Ôi, thật ạ, cháu cảm ơn bác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.